Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm clip săn Zubi V4 bằng khẩu lục đôi này đua DE Leon. Hôm nay VC tặng nhân này sinh nhật lần thứ 8 nên tặng này được 300 hơn 300 ngày cơ. Bắn 5 giờ mới hết. Nên là hôm nay mình làm clip test thử con này xem thế nào. Hôm nay mình kích lên cũng được 20 trên 200 viên. 10 băng đạn dự trữ rất là phê. Nghe âm thanh được phết đấy. Được thay đạn, khẩu này thay đạn nhanh bắn cũng được. Úi giời nhảy mít mày ra đây, chết được rồi mày, thêm mà giáp đèn thế tự nhiên phải để giáp. Khẩu này thay đạn nhanh phết nhỉ, nhanh hơn đua cốt gôn nhiều đây các bạn thấy không? 5 mỗi phát được luôn 2 viên, bắn cũng nhanh nữa, tốc độ ra đạn nhanh nữa. Được đấy, anh V hào phóng thì đã tặng khẩu lục này thời gian như thế cũng được. Những ác nào đập ham 2008 được là Sky Ultimate Go Smith cơ. Đi đâu đi đâu. Bay đua sang đấy. Cái khỏi đấy cũng nhẹ nhảy ra phải đấy. Tự nhiên cái phát quấy lại trúng viên đạn mình đang cầm quắm xuống phay nữa rồi. Đấy mình cầm lục này thì đi gặp thằng nào cho nó phát là người thế là nó đi luôn rồi. Không phải xoắn. Toàn nhảy mít thôi. Chết giả. Hôm nay cái bàn phím của mình chơi nó hơi bựa một chút nên là nhảy đấy. Nhảy nó cái kiểu ảo ảo ấy. Chết luôn này, tầm bắn xa cũng được. Đêm cũng ngon. Khẩu này cũng mày đi luôn này, mất giáp rồi nên mình không khẩu báo phát đây được, có tơ ra là bắn cho bạn là đi luôn thôi. Ăn đây, chết em à, không người được một đứa phi rào này tầm xa phát được phi rào ngon này, thùng sau còn có mấy giây nữa là mình phi rào qua Venus chuẩn phết đi, đùa đâu. Chuột vẫn thế, không biết làm sao mình di nó không được như chỗ ấy. Lại một bạn nhận ra rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Các bạn xem clip của mình nhớ like and subscribe kênh nhá. Sẽ đấy là động lực nhất cho mình làm cái đây. Các bạn thấy nháy áo rượu kiểu gì ấy. Cái bàn phím này mình ấn nút ca trôn nó hay bị liệt. Đến cầm lục đứng giữa sân săn luôn. Cũng hại một con nào ấy. Té rồi. Đấy biết ngay mà hồi sinh ở dưới cực nguy hiểm luôn. Mấy cái thánh này đứng ngay chặn đường à, sẽ làm nào. Đây mới ra đây, mới ra đây. Có muốn luôn zoom mà mình đi đông gặp này. Nhầm nháy à. Mày chạy đâu? Đứng lại em ơi, hỏi thăm sức khỏe tí. Đâu rồi? Ui giời, té luôn rồi. Sợ. Đấy, bây giờ biết mình đang đi bảo là có đứa nó hồi sinh phát đây để chết cả lũ rồi mà. Hồi sinh ngay được. Té rồi. Đợi, bắt đầu đông zoom rồi. Chết rồi. Chết. Chết đi. Ui giời. Đây bạn ơi, bắn khẩu này sướng phết đấy, đùa đâu. Không phải dạng vừa khẩu này đâu. Không phải lục VC tặng cái khẩu này đi ai. Nhưng mình không nhớ nhà mày đi ai đi cũng được khẩu này. Mày chết này, bắn đã tay thế không biết. Đâu ra đây, toàn cái quay non này cũng cân hết. Ui gà tình gun. Rồi, chạy rồi. Ui ôi. Bọn này nó cào mình thì có cả khán giả đứng xem nữa. Ra đây, ra đây.
rồi. Bắt buộc vào đây bắn QBZ không là không chạy được. Được bạn này khen. Cũng thích thỉnh thoảng gặp những bảo một người là fan của mình ấy thì xem clip cũng vui. Hôm nay mình làm clip đua Neon này hơi mệt một chút nên là bình luận không được, nghĩa là không được như mọi lần đấy, thì các bạn xem thông cảm nhá. Đấy, nhảy tam mít đi, cứ phi dao về nữa cho hết, không tí nữa ấn ấn nằm vỡ mồm rồi. Mày chết. Ui giời, hai phát trúng luôn này. Ui, làm gì? Này còn nhớ nhớ, phát đây không không sang là bạn chết rồi. Còn nhớ nhớ nữa. Rồi, làm ăn tốt lắm. Cám nó đi. Hồi sinh vãi thật. Chặn đường nữa mới sợ. Ra đây, ra đây, mày ra đây. Mình nhiều đạn lắm, bạn yên tâm. Cứu cứu cứu, được rồi. Bọn nó bắn hộ tí có tư là đuổi, là mất đuổi luôn. Cái xe sót đang đi bầu gì à, nhấp nháy xuống chém nó mà. Ô con này sao toàn dượn mình này, bọn nó đứng như kiểu lũ không kịp đuổi. Xuống đi, phát lừa này đang là ảo diệu lắm. Làm gì đấy? Ừ, nhấp nháy không? Phá luôn! Vì giời mà dạp mày thế, mình chém hai phát mới chết liền. Phát đấy mà đi thì úi giời ngại chưa. À đây rồi, đây rồi, đây, đây này có bạn nữa này. Làm gì? Hồi máu này. Hết thời gian. Đồ bắn nãy giờ chưa thế nào làm hero. Toàn chiến binh thắng rồi. Phòng này chiến binh tháng 8, du bài tháng 2, sợ thật. Link fake của mình để ở dưới phần comment các bạn, nếu mà các bạn là cái bạn mình nhá, để cập nhật những thông tin mới nhất về clip. Và có gì góp ý thì xin nhắn tin fake của mình. Mình xin lỗi nhá. Bây giờ toàn đứa mặc giáp này chém quân thua. Đây rồi, đây rồi. Đây lại giáp này. Rùa bây giờ các bạn trang bị kinh quá. Đang làm thanh niên bị cướp súng kích người xong kêu cướp đồ. Yo. Minigun này, sống làm sao được. Con này nó mắc tiến hóa, nó không ngại một cái loại súng nào hết. Để mình khều xem tới cái này không. Mày chết, không tới được. Ui, hai con hero tụ vào thế này thì các bạn chết chết sớm thôi. Chết sớm hơn thôi. Cảo kia thế mà này nó ăn mất cái ép kinh thật. Kích bùng. Ở lại có thanh niên bục rồi. Smoking grenade. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Đây các bạn thấy không? Nhảy vào đây mình nhảy lên nhưng mà ấn nút sang không thể sang được, nhiều nhiều lúc nó bị đơ là tự rơi luôn. Nên là nhiều pha toàn chết oan thôi. Ui headshot vào đây kinh không. Bắn đêm nên sướng thật ấy. Đàm tay thì không biết. Khẩu này không bao giờ hết hạn. Năm mình dùng năm nữa hết hạn là phải đi ai. Ủi mày thế, con này nó không nhìn thấy mình. Làm gì làm gì. Ui sang đây á. Ảo diệu thế.
bắn như súng tanh luôn. Vào đây. Đây, dìa nhấp nháy đã. Rồi mình phang cả lũ. Rồi một em nhấp nháy. Cho con sau luôn. Mày nó tỉnh thế nhỉ? Được rồi, đó bất kỳ nào. Đâu rồi? Úi. Mày chết này. Vâng, cảm ơn bạn bạn kia. Anh em mình hợp tác với nhau quá ngon luôn, mỗi thằng một em. Không lấy thằng 4 bịch sữa, thằng không bịch cào thì chết. Con này toàn núp nhà này. Trời, không có chi tin thủ gì hết. Làm gì? Đèn thế mà sao 10 ADV. Vất. Mình chỉ bắn lục hơn, vừa lại bắn cái khẩu QBZ là lỡ tay nhất đấy, chứ không phải là bắn đâu. Hồi sinh à? Sang đây mà bà cào này. Ô, hết thời gian phi ra con Venus này vẫn được kill này. Ngon nhỉ. Bom nè. Anh em qua mù nhau liệt tình à. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À, con tơ ra này, mày tư kia nó tụi nó ra tận đằng đánh nó đuổi mình. Thù nhau à? Ui, thôi. Thôi chết rồi, mít rồi. Ui giời, nó bắn xa thế. Đùa phát đây, cóng tay tí nhỉ. Mày mít nó lại ảo thật. Thôi đi làm zoom chém người vậy, cho nó phê hạn. Giải nhanh thế. Rồi. À đấy, con MG3 trong cái này. Đấy. Con đúng bông rồi. Nó biết tên gì nhỉ? Không chịu để ý gì hết này. Chết nữa này, tiến hóa mắc luôn. Không chạy. Đi thật. Rồi, em ơi, một em anh em ơi. Những thằng này là phải kích luôn. Đi rồi. Chạy đâu. À, nhớ hàng nữa. Thủ từ đâu đây là bắn rồi. Đây rồi. Kẹt à. Ui, nó. Mình vẫn cay được nó. Thôi xin chào các bạn nha. Clip